mời về đây, có gì chú bác anh em gần xa. Đây đó vang tiếng đàn, tiếng ca tưng bừng chúc mừng tình ta. Hân hoan một đàn em bé, rước mâm khăn hồng khúng khích đùa vui. Trên tay em vòng hoa cưới, thắm tươi bên người như thế môi cười. Rồi chú rể cầm tay, ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh. Ngựa ô rước dâu sẵn sàng, thiết lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Ngày hôm nay vâng thưa quý vị, và để thể hiện lòng hiếu khách của gia đình thì chúng tôi vẫn liên tục được kính mời tới bộ phận đón tiếp khách sẽ cùng hướng dẫn các quý vị khách quý. Thưa quý vị, và hiện nay thì khu vực phía bên ngoài khán phòng tiệc trà ở khu vực gần sân khấu trung tâm nhất thì xin được kính mời tới các cụ ông cụ bà cùng với những bậc cao niên của hai bên gia đình. Và với những hàng ghế tiếp theo thì chúng tôi xin Tuấn sẽ cùng ngồi về phía bàn danh dự của mình. Tuấn sẽ được diễn ra theo đúng như kế hoạch và mà ban tổ chức cùng với hai bên gia đình đã thống nhất. Vâng, xin mời tới cụ công các bà. Vậy một lần nữa chúng tôi vẫn liên tục được thay lời cho đại gia đình được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất. Cũng như là cùng rót nước mời chào tới toàn thể. Và chúng tôi rất vui mừng được chào đón xin hỏi những gái chúng tôi để đặc biệt minh chứng và chúc mừng cho tình yêu của cô dâu Tú Tú. Và gia đình chúng tôi được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện rất là đáng kính của toàn thể quý vị. Cảm ơn quý vị vì ngày hôm nay đã cùng bớt những chút thời gian rất riêng tư trong ngày đầu tuần của mình để cùng có mặt tại đây, cùng chúc phúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Vâng thưa quý vị, và xin một lần nữa để cho phép Minh Đăng xin được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện đáng kính của toàn thể chúng ta. Và đưa dâu của bên gia đình chúng ta sẽ cùng di chuyển ra khu vực phía bên ngoài khán phòng cưới của gia đình để đặc biệt cùng minh chứng cũng như là chúc mừng cho tình yêu của cô dâu và chú rể. Và theo như sự thống nhất của ban tổ chức cùng với hai bên gia đình thì có biết bao nhiêu là điều kỳ diệu đến một cách thật là bất ngờ. Và một trong những điều diệu kỳ mà chúng ta luôn mong chờ và nhắc đến ở đây đó chính là tình yêu. Bởi lẽ yêu và được yêu đó là niềm hạnh phúc vô cùng. Họ đã cùng viết chung tin mừng lên những cánh diều hồng. Và chính những cánh diều hồng đó đã cùng đưa toàn thể quý vị chúng ta đến đây có mặt tại khán phòng này. Và trong thời gian này chúng tôi không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Mình đang rất mong muốn rằng việc được mong chờ nhất của buổi sáng ngày hôm nay, xin mời lên sân khấu chú rể Phạm Tuấn. Vâng thưa quý vị, và để cho chương trình lễ vu quy của chúng ta ngày hôm nay thực sự là thành công và ý nghĩa thì chúng ta không thể nào không nhắc tới sự hiện diện đáng kính của hai bác là hai vị đại diện cho bên gia đình, và họ chính là chủ hôn của cô dâu Tú Tú và chú rể Phạm Tuấn ngày hôm nay. Ngay sau đây, một lần nữa chúng tôi rất mong muốn quý vị sẽ cùng dành những tràng pháo tay để chào đón lên sân khấu hai bác đại diện cho bên gia đình của chúng ta. Xin để chào cho gia đình họ nhà trai, và một bác sẽ đại diện cho gia đình họ nhà gái. Và đây chính là chủ hôn của cô dâu và chú rể. Xin được kính mời hai bác sẽ cùng tiến lên sân khấu của chúng tôi. Xin mời. Tuấn cùng với hai bác đại diện cho bên gia đình, và họ chính là chủ hôn của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị để cùng chào mừng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hôn nhân hạnh phúc là một nấc thang để đánh dấu cho sự trưởng thành của mỗi con người. Và việc xây dựng hôn nhân hạnh phúc thì đây không chỉ còn là riêng trách nhiệm, là bổn phận của những bậc làm cha làm mẹ nữa, mà đây đã trở thành trách nhiệm chung của những người thân trong hai bên gia đình chúng ta. Và trong quá trình xây dựng hôn nhân hạnh phúc cho cô dâu Tú Tú và chú rể Phạm Tuấn thì cũng đã có những cuộc gặp gỡ giữa hai bên gia đình đã được diễn ra. Còn ngày hôm nay đây, chọn ngày lành tháng tốt thì đại gia đình họ nhà trai có sắm sửa những lễ vật để đến và báo cáo cũng như là xin đón người cháu gái của gia đình chúng ta là cô dâu Tú Tú về làm vợ của chú rể Phạm Tuấn cũng như là về làm dâu con của đại gia đình họ nhà trai. Và ngay sau đây thì để mở đầu cho buổi lễ vu quy, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tới một bác sẽ đại diện cho gia đình họ nhà trai có những lời phát biểu ý kiến và xin dâu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị tân quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô rì, chú bác của hai gia đình và hai cháu. Trải qua một thời gian hai cháu học tập và công tác đã tìm hiểu yêu nhau, cho đến hôm nay được sự giúp đỡ và vun vén của hai bên gia đình,
và được sự nhất trí của chính quyền hai nơi. Hôm nay đây cũng là ngày lành tháng tốt, hai họ hai bên gia đình chính thức tổ chức lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Tôi thay mặt cho phái đoàn họ nhà trai xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp chân tình và lòng nhiệt của các cụ, các ông, các bà, cô rì, chú bác của họ nhà gái đối với phái đoàn chúng tôi. Kính thưa các quý vị, bây giờ cũng đã chuẩn bị đến giờ tốt của trong ngày, tôi thay mặt cho gia đình nhà trai xin phép các cụ, các ông, các bà phái đoàn nhà gái cho phép gia đình trai chúng tôi được đón cháu Tú Tú về nhà trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị, tân quý khách, các cụ, các ông, các bà đã có mặt buổi hôn lễ hôm nay. Cuối cùng tôi xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của một bác đại diện cho gia đình họ nhà trai đã có những lời phát biểu ý kiến và có thủ tục xin dâu. Và ngay sau đây thì trước khi đáp từ lại cái nghi thức này cũng như là để cùng trao người cháu gái của mình về làm dâu con của đại gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin được kính mời tới một bác sẽ đại diện cho gia đình họ nhà gái có những lời phát biểu ý kiến và đáp từ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai họ nhà trai và nhà gái. Trước tiên tôi xin giới thiệu cụ Thuận, hôm trước đây là vì lý do sức khỏe không có mặt trong buổi lễ ăn hỏi. Và hôm nay sự hiện diện của cụ là niềm vinh dự lớn đối với hai gia đình, hai họ chúng ta. Xin nhiệt liệt cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thay mặt cho gia đình ông bà Tuấn Kha và họ nhà gái, tôi xin giao cháu Tú cho gia đình ông bà Thiệp Phin và họ nhà trai đón cháu về hôn trường nhà trai tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để làm lễ thành hôn cho hai cháu nên vợ nên chồng. Kể từ giờ phút này, hai gia đình, hai họ chúng ta đã có thêm dâu hiền và rể thảo. Chúng tôi mong muốn rằng hai gia đình, hai họ chúng ta sẽ tiếp tục dành nhiều tình cảm yêu thương hơn nữa để vun đắp hạnh phúc trăm năm của hai cháu ngày càng thêm bền đẹp. Cuối cùng, xin chúc các quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang và thịnh vượng. Chúc hai đoàn đại biểu, họ nhà trai, nhà gái, chúng ta lên đường, gặp lộ bình an. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của hai bác đại diện cho bên gia đình. Và ngay bây giờ thì cũng mong muốn rằng để thể hiện cho một cái hình ảnh sự gắn kết giữa tình cảm thông gia giữa bên gia đình thì cũng rất là mong muốn rằng hai bác đại diện sẽ cùng tiến lên phía trước và trao cho nhau một cái bắt tay. Xin mời ạ. Rất mong muốn là những tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị ạ. Và chúng tôi cũng xin được kính chúc cho tình cảm thông gia giữa bên gia đình nhà mình sẽ luôn gắn kết và bền chặt trăm năm. Và tiếp theo ngay sau đây thì xin phép toàn thể hội hôn cho phép chú rể Phạm Tuấn được di chuyển vào khu vực phía bên trong nhà riêng để nhờ ấy sẽ đón ra người vợ hiền của mình, đó chính là cô dâu xinh đẹp Tú Tú của chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn tới hai bác đại diện và xin kính mời hai bác sẽ cùng an toàn. Và chúng ta đã cùng dành những tình cảm đó để tác động cho tình yêu của họ. Thưa quý vị, có thể nói rằng ngày hôm nay đây vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em, một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn, những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu, dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi, dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ. Thank you.
vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài. Thưa quý vị, và những cung bậc của cảm xúc cũng như là những giây phút thăng hoa của âm nhạc đã dần nâng bước đôi nương của chúng ta, họ tiến lên lấy đài vinh quang của hạnh phúc. Và trên sân khấu của chúng ta lúc này, Tân Gia Nhân, họ là những người hạnh phúc nhất, dạng người nhất ngày hôm nay. Và họ chính là chủ nhân của những cánh tiệp hồng. Xin được giới thiệu cô dâu Tú Tú và chú rể Phạm Tuấn ra mắt và cúi chào tới toàn thể quý quan khách. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, và để có được hai nhân vật của chúng ta dạng người lộng lẫy như ngày hôm nay thì công lao đầu tiên và công lao to lớn nhất mà chúng ta phải nhắc đến đó chính là công sinh thành và dưỡng dục của những bậc làm cha làm mẹ. Và ngay sau đây thì để cùng hòa chung với niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày cưới của các con yêu quý, chúng tôi xin được kính mời lên sân khấu những người đã có công sinh thành và dưỡng dục nên cô dâu Tú Tú của chúng ta. Về phía gia đình họ nhà gái, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Minh Tuấn và bà Nhữ Thị Nga. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Vâng, thưa quý vị, và trên sân khấu của chúng ta lúc này, bên cạnh của cô dâu và chú rể, đó là hai nhân vật cũng được mong chờ nhất của buổi sáng ngày hôm nay. Họ là những người có công lao vô cùng to lớn để vun vén cho tình yêu này. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Minh Tuấn và bà Nhữ Thị Nga là các vị thân sinh của cô dâu Tú Tú. Một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị để cùng chào mừng. À, vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nhắc đến tình yêu luôn là một câu chuyện rất là dài. Và đây là một đề tài mà con người chúng ta luôn theo đuổi, cũng như là mong muốn để chinh phục. Và cái kết thúc viên mãn cho một mối tình ở đây đó chính là sự gắn kết và sự kết nối giữa hai tâm hồn cũng như là hai trái tim làm một. Và ngày hôm nay thì cái kết thúc viên mãn đó đã dành cho cô dâu Tú Tú và chú rể Phạm Tuấn. Vâng, thưa quý vị, và bên cạnh của cô dâu và chú rể thì là hai nhân vật cũng vô cùng là quan trọng trong buổi lễ này. Và họ đã có công sinh thành và dưỡng dục. Và nhắc đến công lao sinh thành và dưỡng dục của những bậc làm cha làm mẹ thì chắc chắn một điều sẽ không gì có thể so sánh được. Và ngày hôm nay thì để thay cho tất cả những lời chúc mừng, những niềm vui, niềm hạnh phúc mà bố mẹ gửi tới hai con, thì để thay cho những lời muốn nói, cha mẹ sẽ có một phần quà để chúc cho hai con sẽ được trăm năm hạnh phúc. Xin được kính mời ông bà sẽ cùng trao quà cho cô dâu và chú rể. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, sinh con ra, nuôi dạy con cái bao nhiêu năm vất vả nhọc nhằn, cũng chỉ mong sao cho con mình được khôn lớn, trưởng thành, dựng vợ cả chồng và có được những nàng dâu hiền và chàng rể thảo, thì đây mới chính là những chiếc bánh ngon và trái ngọt nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta. Và ngày hôm nay đây thì không chỉ có cô dâu Tú Tú và chú rể Phạm Tuấn họ mới hạnh phúc đâu, thưa quý vị, mà các ông bà thân sinh ra cô dâu Tú Tú cũng vô cùng là hạnh phúc. Bởi các bà hạnh phúc khi được chứng kiến người con gái của mình mới ngày nào vẫn còn bé bỏng, mẹ vẫn còn bế con trên tay. Nhưng ngày hôm nay thì mẹ đã vô cùng là vui mừng và hạnh phúc khi được chứng kiến con đã thực sự khôn lớn và trưởng thành. Và kể từ ngày hôm nay thì người sẽ luôn nắm tay con, không còn là cha mẹ nữa. Nhưng cha mẹ sẽ luôn ủng hộ cho con và luôn bên cạnh con. Và nắm tay con sẽ là người đàn ông trong cuộc đời của mình. Anh ấy sẽ là điểm tựa vững chắc trong tương lai của các con. Và mẹ xin được chúc cho hai con sẽ được trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Dẫu biết rằng trong cuộc sống hôn nhân, gia đình và vợ chồng thì sẽ còn nhiều những thử thách chông gai, nhưng mẹ tin chắc một điều rằng với tình yêu mà các con dành cho nhau, các con sẽ sớm vượt qua được tất cả. Và điều mà bố mẹ cũng như là những người thân của hai bên gia đình đều rất là mong chờ, đó là hai con sẽ sớm đem về cho cả bên gia đình chúng ta những thành viên mới, đó chính là những bé trai, bé gái thật khôi ngô và kháu khỉnh, để bố mẹ cũng như là các bà đôi bên có thể được chăm sóc và bồng bế. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng rất mong muốn rằng quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để gửi chúc mừng cho ngày đại hỷ của gia đình chúng ta. Lao sinh thành và dưỡng dục của những bậc làm cha làm mẹ thì không gì có thể so sánh được. Bởi vậy mà trong dân gian vẫn thường có câu nói: đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha. Tần tảo sớm hôm mẹ đứa con khôn lớn, đưa cả tấm vai gầy che chở cho đời con. Và trong những năm tháng qua thì cha mẹ luôn dành những cái điều tốt đẹp nhất tới người con gái yêu quý của mình. Và trong ngày hôm nay thì cha mẹ xin được gửi gắm cô ấy lại cho người con rể đáng quý của gia đình. Và cha mẹ cũng mong muốn rằng là dù trong cuộc sống có bất kỳ điều gì xảy ra thì các con hãy luôn nắm chặt tay nhau. Và đặc biệt con rể Phạm Tuấn hãy luôn yêu thương con gái của ba mẹ và hãy chăm sóc cô ấy, đùm bọc cô ấy, yêu thương cô ấy, để hai bên gia đình chúng ta sẽ mãi mãi
gắn kết cái tình cảm thông gia. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông bà rất nhiều. Xin cảm ơn ông bà, và có lẽ bố mẹ của cô dâu cũng sẽ cùng chụp lại một cái tấm hình lưu niệm với ngày hạnh phúc của con gái yêu quý của mình. Xin kính mời ông bà. Tình viên mãn bắt đầu những phu thê. Chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ sớm đem về cho cả bên gia đình những thành viên mới, đó chính là những bé trai và bé gái thật khôi ngô và có hình. Xin cảm để thay lời cảm ơn tới sự hiện diện rất là chân quý của toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, và như vậy là vừa rồi thì quý vị chúng ta đã được theo dõi cũng như là chứng kiến và minh chứng cho có sắm sửa cưới chầu rằng là cái tình cảm thông gia giữa bên gia đình chúng ta sẽ luôn gắn kết và bền chặt trăm năm. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn tới toàn thể quý vị, và xin được với những thủ tục, những nghi thức tiếp theo thì chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị cũng khá là dài. Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng ngày hôm nay quý vị chúng ta đã đến đây với những đặc sản của quê hương mình, thì quý vị hãy cùng gửi tới chương trình của chúng ta những bài hát, những ca khúc mà quý vị yêu thích để thay cho những lời muốn nói mà quý vị dành cho tình yêu của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và mình đang cũng rất là mong muốn rằng sẽ đón nhận được những tình cảm của quý vị bằng cách rằng hãy chuẩn bị cho mình những ca khúc, được không ạ? Xin kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu và giao lưu với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, và cũng mong muốn rằng không để cho không khí của chúng ta bị lắng xuống bất kỳ một giây. Đang sẽ được giới thiệu những cái tên của quý vị sẽ cùng tiến lên sân khấu để giao lưu, tham gia góp vui với chương trình ngày hôm nay. Thì bây giờ cũng rất là mong muốn rằng để cho không khí của chúng ta được vui hơn, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng một lần nữa hãy cùng đến với một sáng tác rất là hay, rất là ý nghĩa, viết về tình yêu của các chàng trai và cô gái nơi vùng cao Tây Bắc. Một sáng tác mang tựa đề một lát nữa thì sẽ chọn một bài hát song ca và hy vọng là được sẽ giao lưu với những giọng ca của quê hương Thái Bình. Tiếng nói, tiếng hát ca, tiếng sáo, tiếng khèn ngân nga, những khúc nhạc tình rộn rã. Em yêu ơi, em nơi đâu? Anh yêu em, anh yêu em. Ôi, mà ta hối, trao tình em con suối dài. Tình đừng mà như cơn gió. Điều càng với tình ta càng lo tình sai. Điều càng với tình ta càng đầy. Ngày hôm nay được không? Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay thì cũng đặc biệt nhận lời mời của gia đình. Một cái điều gì đó giúp cho buổi lễ thành công sẽ được thành buổi lễ vũ quy sẽ được thành. Và với những ca khúc mà quý vị gửi tới chính là một món quà rất là tuyệt vời mà có thể nói rằng là gia đình chúng tôi đang mong chờ nhất để nhận được, để thay cho những lời cảm ơn, thay cho những lời chúc mừng. Cảm ơn quý vị. Một chào vào tay thật lớn của tất cả quý vị đi ạ. Cho khi màn hình đúng không ạ? Vâng, nhất trí ạ. Ngày hôm nay thì với tất cả những tình cảm của quý vị đó là... Có hát bài gì ạ? Nắng ấm quê hương của sáng tác này sáng tác và mình biết là quê hương Thái Bình đúng không ạ? Ai đã từng lớn lên thế thì qua cái bài hát này cũng là gửi gắm tất cả những cái tình cảm của quê hương Thái Bình với đất Vĩnh Phúc, làm sao giữa hai quê hương chúng ta gắn kết với nhau là một, và hai quê hương luôn luôn mãi mãi là quê hương. Thế thì xin phép được giới thiệu cháu quê hương Vĩnh Phúc, cứng còn được giao lưu với cô quê hương Thái Bình. Một sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh An, ca khúc Nắng ấm quê hương, được rồi. Thái Bình tới đó là nhưng mà chắc là hết đò rồi, vui hết thì cũng làm bà chồng ơi.
anh đến quê em một chiều nắng ấm. Gái và hai họ một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt. Vâng, xin cảm ơn bác rất nhiều. Thưa không chỉ là Thái Bình đâu mà Minh Đăng đã... Kính thưa các cụ, công, các bà, thế thì vừa qua thì tôi đã xin phép nói rồi. Thế thì bây giờ là cũng là đến giờ lành tháng tốt, mà đến cái giờ cao điểm nhất là quay lại gọi là giờ thanh long hoàng đạo. Thế thì tôi thay mặt cho bọn nhà trai xin kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác của hai bên bốn họ hãy trở về phòng trà nhà cha chúng tôi để tổ chức hôn lễ trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Vậy tôi xin kính mời các cụ, các ông, các bà cũng chuẩn bị là lên trên đường để về ấy. Tôi xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe và hạnh phúc. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, buổi lễ đón dâu đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin chân thành cảm ơn có sự có mặt của các quý vị đại biểu ngày hôm nay. Chúc các quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc hai đoàn đại biểu nhà trai nhà gái chúng ta lên đường thượng lộ bình an. Xin cảm ơn. Gái những ai đã được gia đình cắt cử và nhờ cậy nằm trong một phần đi đưa dâu hãy cùng di chuyển ra khu vực phía bên ngoài và theo sự hướng dẫn cũng như là sắp xếp của ông trưởng đoàn và phó đoàn, phái đoàn đón người đưa dâu của hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng chính thức xuất phát. Và một lần nữa thì cũng cho phép mình đang xin được kính chúc tới toàn thể quý vị chúng ta trên đường thượng lộ bình an. Anh xin đưa em về, về quê hương ta đó. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Quê hương ta sống, em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xuân sao chào đón, bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em? Em thấy không em? Em thấy không em? Quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, giữ tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em? Em thấy không em? Em thấy không em? Quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời. Đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, tình quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời.
không em? Anh thấy không anh? Em thấy không em? Anh thấy không anh? Em thấy không em? Quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, tình quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Ghi nhận ngày hạnh phúc trăm năm đến trọn đời.
Và xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn, thật vang cả để chúc cho tình yêu của hai bạn trẻ được mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thưa quý vị, cô chú trẻ họ vừa trao cho nhau một cặp nhẫn cưới rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Nhưng có lẽ rằng một cặp nhẫn cưới chưa thỏa lòng quý vị đại biểu, đặc biệt là các bạn trẻ nam nữ thanh niên chúng ta ở phía dưới. Và chúng tôi đang nghe thấy những lời ở phía dưới nói lên sân khấu là hãy hôn nhau đi, có đúng không chú trẻ? Xin được hỏi cô dâu rằng từ ngày hai bạn yêu nhau đến giờ thì chú trẻ đã hôn cô dâu bao nhiêu lần rồi? Không đếm được ạ. Cô dâu nói rằng không đếm được, còn chú rể thì chắc chắn rằng sẽ nói là chưa hôn lần nào. Chúng tôi đoán được là như vậy. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, những nụ hôn đó có nhiều hay ít không quan trọng, đó là nụ hôn của tình bạn. Còn hôm nay là nụ hôn của tình vợ chồng, nụ hôn để gắn kết tình yêu của hai bạn trẻ suốt cuộc đời này. Xin mời chú rể hãy tặng cô dâu một nụ hôn nồng thắm nhất. Và xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn cổ vũ cho cô dâu và chú rể. Vâng, xin chào, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Phát đầu trước xin được mời cô dâu chú rể sẽ trở xuống phía bàn bánh, bàn rượu để làm thủ tục mở rượu xong bánh và cắt bánh phù thề. Kính thưa quý vị đại biểu, gia đình họ nhà trai đã chuẩn bị rất là chu đáo cho rượu xong bánh và cho bánh phù thề để hôm nay cô dâu và chú rể sẽ làm thủ tục trước sự chứng kiến của tất cả các quý vị đại biểu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời cô dâu cùng được vào với chú rể, hai người cùng được đi, chúng ta cùng rót. Kính thưa quý vị đại biểu, mỗi một con người chúng ta sinh ra và lớn lên đều phải có nước uống và có lương thực để nuôi sống cuộc sống của chính mình. Xuất phát từ những ý nghĩa như vậy mà ở mỗi một đám cưới chúng ta đều có thủ tục mở rượu xong bánh và các bánh phù thê đại diện cho hai thể vật chất mà không thể thiếu được để nuôi sống cuộc sống của con người chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, những dòng rượu xung quanh đang tuôn chảy từ trên xuống dưới theo dòng tháp ly và dòng khói đang lan tỏa thể hiện cái tình cảm, cái sức sống mãnh liệt của đôi đương trong hạnh phúc của năm này. Cô dâu chú rể đang thực hiện những nghi lễ cực kỳ quan trọng trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp tục những dòng rượu xung quanh đang tuôn chảy nhờ dưới làn đá khói rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Tiếp theo chúng tôi xin được xin trân trọng kính mời bà mẹ, thân tình chú rể và ông bố xin kính chào cô dâu trở lên bên cạnh cô dâu chú rể để cô dâu chú rể làm thủ tục mời rượu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời hai ông bà đại diện hai bên gia đình đứng dậy lên cùng với cô dâu chú rể. Chú rể, cô dâu đứng trên sân khấu đi, vì nó rất là chậm cho nên là chúng ta lên sân khấu một chút không gian rượu bố vợ, còn cô dâu sẽ mời rượu mẹ chồng. Xin mời hai ông bà cùng lên sân khấu ạ. Chú rể mời bố vợ, cô dâu thì mời mẹ chồng. Cô dâu chú rể sẽ kéo tay nhau đứng ở vị trí trước. Vâng, xin mời hai ông bà cùng chạm ly và xin mời cô dâu chú rể cùng chéo chén. Quý vị ơi, hãy nổ một tràng pháo tay nữa thật lớn để chúng ta chúc cho tình thông gia của hai nhà được mãi mãi bền chặt. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin trân trọng cảm ơn và xin được mời ông bà trở về vị trí. Tiếp theo thì ban tổ chức xin được mời cô dâu chú rể tiếp tục trở về khu vực bàn bánh để làm thủ tục cắt bánh. Kính thưa quý vị, chiếc bánh phù thê ngày hôm nay có 3 tầng.
dòng họ hai bên gia đình dành cho cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cắt để thưởng thụ phần lộc của gia tiên để lại cho mình. Rất tuyệt vời. Chiếc bánh thứ hai lớn hơn một chút ở vị trí thứ hai, đó là phần lộc của bố mẹ đôi bên dành cho cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu chú rể hãy cắt để tận hưởng cái phần lộc của bố mẹ hai bên gia đình dành cho hai bạn. Và chiếc bánh thứ ba ở bên dưới lớn hơn một chút, đó là phần lộc suốt cuộc đời này do bàn tay của cô dâu chú rể sẽ làm ra. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cắt để hưởng thụ. Xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay cho tình yêu của hai bạn trẻ. Trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, cô dâu chú rể đã làm xong những thủ tục rất là quan trọng. Bây giờ đến phần tặng quà, xin mời cô dâu đứng nguyên tại vị trí. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng chứng kiến những tình cảm rất đẹp đẽ. Sinh con ra, nuôi con khôn lớn và cho con học hành đến ngày hôm nay, con thành lập gia thất trong gia đình, đó là niềm vui của những người làm cha làm mẹ. Và trong giây phút rất xúc động này, cha mẹ của chú rể đã dành dụm được chút quà ngày hôm nay, cha mẹ sẽ xuất ra để trao tặng hai con, mong con có một cuộc sống đầm ấm hạnh phúc, bớt khó khăn hơn bố mẹ rất là nhiều. Xin mời bà mẹ của chú rể thay mặt cho bố mẹ lên sân khấu tặng quà cho hai con. Và xin quý vị một tràng pháo tay nữa thật lớn, chúc cho tình cha mẹ dành cho hai đứa con trọn vẹn suốt cuộc đời này. Sau khi mẹ tặng quà, xin mời em trai của chú rể chuẩn bị. Cả cuộc đời chắc chiêu trên đồng ruộng quê hương với bông lúa củ khoai, mẹ đã dành dụm được những cái món quà rất là quý báu ngày hôm nay. Con thành lập gia thất trong gia đình và bố mẹ đã mang ra đây để tặng cho hai con của mình. Những mong cho hai con mình có một cuộc sống bước vào cuộc đời mới sau này đỡ vất vả hơn cuộc đời của bố mẹ. Và đó là tất cả tình yêu thương mà bố mẹ dành cho hai người con trong ngày hôm nay. Một lần nữa quý vị ơi, những tràng pháo tay chúng ta không ngớt để chúc cho tình yêu của những người làm cha làm mẹ dành cho hai người con trong đẹp trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thật tuyệt vời, xin chào, cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin được mời các bộ phận quay phim nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Chúng ta hãy khẩn trương rút ra và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này dành cho con trai một chú rể, dành cho gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái chúng ta. Vâng, rất là tuyệt vời, xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của bố mẹ đã có quà để trao tặng hai con, và sau đây xin mời bà về vị trí của mình. Tiếp theo chương trình, chúng tôi cũng xin được mời người em của chú rể ngày hôm nay, em trai của chú rể cũng có chút quà để trao tặng cho anh chị trong ngày vui hạnh phúc cho năm này. Và xin quý vị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay rất thật lớn cho tình huynh đệ được trọn vẹn gắn bó trước sau. Chúng tôi luôn trong đây, chú rể chúng tôi xuống một chút để quay xuống dưới cho phần ghi hình người ta ghi hình. Xin mời bộ phận quay phim nhiếp ảnh, chúng ta hãy cẩn thận ghi lại những tên tình cảm rất đẹp đẽ. Quà cho anh, quà cho chị, mỗi người một phần quà rất là tuyệt vời. Và xin được thay mặt cho các đồng chí trẻ, xin được xin chào cảm ơn tình cảm của người em rất tuyệt vời trong ngày hôm nay. Và xin cảm ơn và xin mời em về vị trí. Chúng tôi xin được mời cô dâu chú rể trở về vị trí của mình. Chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị đại biểu rất là trọng và kính mến, ngoài những món quà về vật chất thì ngày hôm nay cũng có rất nhiều những món quà về tinh thần dành cho cô dâu và chú rể. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta một lần nữa hướng mắt về sân khấu nhỏ của gia đình họ đại gia chúng tôi, đến với một giọng ca, đó là một người đồng đội nơi chú rể đang công tác. Tiếng hát của bạn Sĩ Thành sẽ lên sân khấu gửi tặng quý vị đại biểu các bạn trẻ đang thanh niên với một ca khúc mà bạn sẽ lựa chọn, và xin một tràng pháo tay thật lớn để tiếng hát của Sĩ Thành được lên sân khấu. Chào bác, anh, các chị, con viên khách quý, bà con lối xóm, bạn bè, đồng nghiệp thân khách trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất vui, rất vinh dự cho chúng tôi là những đồng đội, đồng chí của đồng chí Tuấn được trở về quê hương Đông Hưng, Thái Bình để dự một ngày đại lễ thành hôn thật là trang trọng của gia đình nhà trai ngày hôm nay. Cùng với đó là được gặp gỡ các ông, các bà, các bậc cha bác, các vị khách quý. Niềm vui, niềm vinh dự của những người chiến sĩ đó là được giao lưu với tất cả quý vị. Và lời đầu tiên thì cho phép Minh Thành xin được thay lời cho cán bộ đoàn viên thanh niên tuổi trẻ của trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí
nơi đồng chí Tuấn đang công tác, xin được gửi tới cô dâu và chú rể một lời cầu chúc. Kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được kính chúc cho mối tình thông gia của hai nhà luôn bền chặt, nghĩa thông gia của hai nhà mãi mãi giữ trọn đời. Và xin được dành tặng tới công các bà, các bậc cha bác, các vị khách quý, bà con lối xóm, bạn bè, đồng nghiệp, thân khách của cô dâu và chú rể một lời kính chúc sức khỏe dồi dào, lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Và xin được gửi tới tất cả quý vị một món quà về âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho, ca khúc Chiếc Khăn Piêu. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Xin được trân trọng kính mời ông.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai gia đình, hai họ, nhà trai và nhà gái. Thay mặt cho gia đình ông bà Tuấn Nga và họ nhà gái, tôi xin trao cho Tú, cho gia đình ông bà Thiệp Phin và họ nhà trai. Kể từ giờ phút này, cháu Tú đã là con dâu của ông bà Thiệp Phin và là thành viên chính thức của họ nhà trai. Cháu Tuấn đã là con rể của ông bà Tuấn Nga và là thành viên chính thức của họ nhà trai, của họ nhà gái chúng tôi. Với tình cảm của hai gia đình, hai họ, chúng tôi đề nghị hai gia đình và hai họ chúng ta tiếp tục dành tiền thương yêu hơn nữa để vun đắp cho hạnh phúc của hai cháu Tuấn Tú ngày càng thêm bền đẹp. Cháu Tú của gia đình chúng tôi tuy đã khôn lớn trưởng thành, nhưng trong cuộc sống gia đình hôn nhân còn có nhiều điều mới mẻ và bỡ ngỡ. Chúng tôi mong rằng gia đình bà Thiệp Phim và họ nhà trai tiếp tục dạy dỗ bảo ban cháu để cháu trở thành người con dâu và người con hiếu thảo của ông bà Thiệp Phim và họ nhà trai. Với hai cháu, bác chúc hai cháu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, yêu thương nhau trọn đời. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp của các cụ trong các bà họ nhà trai đã dành cho chúng tôi trang trọng, trọng thị, vui vẻ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc các quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, đó là lời chính thức chào dâu của đoàn đại biểu của họ nhà gái dành cho gia đình họ nhà trai chúng ta. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe lời phát biểu và lời chính thức tiễn dâu của đoàn đại biểu của họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại biểu họ nhà trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô rì, chú bác của hai bên gia đình và hai cháu. Trải qua một thời gian hai cháu công tác và tìm hiểu yêu thương nhau để xây dựng hạnh phúc và tương lai, cho đến hôm nay được sự vun vén của hai gia đình và sự đồng ý của chính quyền hai bên, hai gia đình cho hai cháu chính thức, cháu Phạm Tuấn và cháu Thu Thu đã chính thức là lên vợ thành chồng. Kính thưa các quý vị, hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, hai họ, hai bên gia đình chúng tôi chính thức làm một buổi lễ tổ chức thành hôn cho hai cháu. Tôi thay mặt cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô rì, chú bác, bạn bè, thanh niên, nam nữ của họ nhà gái đã không quản đường xa xa xôi, đã dành chút thời gian để về đây cùng dự chung vui với gia đình chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tới các cụ, các ông, kính mời các cụ, các ông, các bà, cô rì, chú bác và hai bên bốn họ xơi chầu, uống nước, ăn thuốc và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Kính thưa các quý vị, đúng là thời tiết thì nóng lẩy, gia đình chúng tôi thực sự đa tấm lòng thì rộng mở, nhưng về phòng hôn lễ tổ chức thì còn chật hẹp. Vậy tôi kính mong tất cả các cụ, các ông, các bà, cô rì, chú bác sẽ thông cảm cho gia đình chúng tôi. Và đến bây giờ hai cháu đã xây dựng lên vợ thành chồng, cũng như một vị đại diện cho họ nhà gái là trao cháu Tú Tú về làm dâu vợ chồng ông Thiệp Phin. Tôi xin kính mong đón tiếp và gia đình chúng tôi sẽ chính thức là có một người con dâu hiền trong gia đình các cụ, các ông, các bà. Bên nhà gái có một chú rể hiền, cháu rể hiền. Cuối cùng là tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà một lời chào mạnh khỏe, hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của hai ông trưởng đoàn đại biểu họ nhà trai và họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời hai ông trở về vị trí.
Và kính thưa quý vị đại biểu rất là trân trọng kính mến, kính thưa các cụ, các bác, công, các bà, cô chị, chú bác cùng toàn thể và bạn nam nữ trên đây gần xa. Còn rất nhiều các món quà âm nhạc dành cho con dâu một chú rể, nhưng vì điều kiện thời tiết ngày hôm nay cũng đang rất là nắng nóng, và chúng tôi rất muốn rằng các quý vị đại biểu trong hai đoàn đại biểu của họ nhà trai và nhà gái có một chút nghỉ ngơi và dùng bữa tiệc ẩm thực để chúc phúc cho con dâu một chú rể. Cho đến giờ phút này đây thì hôn trường cưới của chúng ta đã ngát lên khói thuốc hương trầu, say hương thượng vị nước trầu quê ta, mải vui câu chuyện mặn mà mới tình chồng vợ, bài ca xuân về. Nhưng rồi cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. Đến giờ phút này đây, thay mặt cho hai bên gia đình, ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình hôn lễ chúc hạnh phúc cho năm thứ hai bạn trẻ và Tô Tú đến đây kết thúc. Xin chào, cảm ơn quý vị rất nhiều và trân trọng kính mời quý vị trở sang khu vực sân hậu cần để gia đình họ đại gia chúng tôi được mời quý vị chúng ta cùng dùng bữa tiệc thân mật chúc phúc cho các đồng chú rể trong buổi chiều ngày nay. Trân trọng kính mời quý vị, xin mời hai ông trưởng đoàn đi trước, xin mời quý đồng chú rể cùng tất cả các quý vị đại biểu chúng ta trở sang. Và thay mặt toàn thể anh chị em chúng ta mời xin đóng cửa ban nhạc đi xong các hơn. Trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiệu hoa có đôi phụ xe. Còn trong đời bạn bè dẫm tên, và ngoài xa đã xa thật rồi. Đâu mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, nửa đầu nón giữa đêm vượt soi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo ai, mang tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa tràn truyền tình đôi mình.